Sau khi Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 kết thúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tổ chức học tập quán triệt nghị quyết các cấp đến lãnh đạo hội cơ sở. Đây là công tác đặc biệt quan trọng, cần tiến hành sớm nhằm kịp thời triển khai các chương trình hành động đến chị em hội viên phụ nữ, rút ngắn thời gian hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đề ra. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị ghi nhận xung quanh hoạt động này trong chuyên mục Phụ nữ Bạc Liêu ngày nay lúc 10 giờ 40 phút ngày 10 tháng 4 và phát lại lúc 21 giờ 35 phút cùng ngày